Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã bù chút thời gian quay trở lại với kênh Ăn Thái Haiku. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của Mitsuzori 2003 đến 2005. Dòng sản phẩm là sử dụng van vuông anh em nhé. Đây là van vuông này. Đây là phía mặt trước của sản phẩm này. Đây là phía mặt bên cạnh, phía mặt sau này. Dòng sản phẩm đời này thì nó sử dụng là van vuông. Đây là đường ống phim, đường ống hạ. Bắt ra đây là chúng ta sẽ bắt van vuông ở đây. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Formulua tại Thái Lan. Mã sản phẩm của nó là 9300-0021-00. Đây, em xanh của Formulua. Sản phẩm được sản xuất bằng nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm cao cấp anh em nhé. Nên đời này thì sẽ sử dụng là dàn đúc, tức là các cái tem đúc dày. Đấy, em cùng nhìn. Đấy. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua em cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của Mitsuzori. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm, tìm hiểu, cần tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm, hãy nhấc máy lên liên hệ theo số 0856727222. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1-319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.